Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, Hải Phòng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi từ tháng 11 năm 2021 trên toàn quốc. Đây là một chiến dịch tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng, trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trước bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong lứa tuổi này sẽ góp phần tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng. Ngay sau khi hoàn thành việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho học sinh khối trung học phổ thông toàn thành phố với tổng số gần 68.000 mũi, Hải Phòng tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 100.000 học sinh khối trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 9 theo hình thức cuốn chiếu. Để bảo đảm an toàn tiêm chủng, tất cả các điểm tiêm được phun khử khuẩn, rà soát địa điểm, lên phương án tiêm và phối hợp nhân lực. Phía nhà trường phối hợp với phụ huynh thống kê học sinh và xin cấp mã định danh cho học sinh. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, trước đó nhiều ngày, trường trung học cơ sở Hồng Bàng đã có các hoạt động thiết thực để tuyên truyền tới học sinh và các bậc phụ huynh của nhà trường. Để chuẩn bị cho cái tâm thế học sinh với một cái tinh thần tốt nhất như ngày hôm nay thì trường trung học cơ sở Hồng Bàng cũng đã tập trung trong rất là nhiều ngày, truyền tải các cái thông điệp, các cái thông tin tới học sinh ngay trong các cái tiết học và cũng truyền tải thông tin tới phụ huynh sinh để phụ huynh sinh động viên các con và cho các con hiểu biết những hiểu biết về vaccine, cái sự cần thiết của việc tiêm vaccine trong cái giai đoạn hiện nay, trong cái bối cảnh hiện nay và trong cái giai đoạn mới hiện nay thì các con cũng đã lĩnh hội được các cái nội dung về cái sự cần thiết của tiêm vaccine và đón nhận với một cái tâm thế là phấn khởi và tự tin nhất. Cả ngày hôm nay thì đến thời điểm này thì trường trung học cơ sở Hồng Bàng đã tiêm được gần 1.500 mũi tiêm, thì đối với các cháu thì đảm bảo được cái vấn đề về sức khỏe an toàn. Và nhà trường cũng đã chủ động đề xuất với phòng giáo dục, ủy ban dân quận là cho học sinh nghỉ học 2 ngày, một ngày để tiêm và một ngày sau tiêm để theo dõi sức khỏe, đảm bảo cái việc an toàn tuyệt đối cho các cháu. Để bảo đảm an toàn trong tiêm chủng và phòng chống dịch, công tác chuẩn bị trước và sau tiêm được phía nhà trường phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng thực hiện theo đúng quy trình an toàn trong tiêm chủng của Bộ Y tế. Từ khu vực xếp hàng khám sàng lọc ban đầu đến tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm chủng đều được bảo đảm giãn cách theo đúng quy định. Bệnh viện thì đã chuẩn bị đầy đủ các cái quy trình để tiêm chủng làm sao mà diễn ra mọi thứ được suôn sẻ và an toàn. Thứ nhất là bắt đầu từ cái công tác là gì, đo các chỉ số sinh tồn cho các cháu, rồi là đến cái công tác khám sàng lọc. Thì rõ ràng là với cái lứa tuổi của các cháu thì chúng ta đặc biệt là phải chú ý đến các cái vấn đề mà tiền sử dị ứng. Và thứ hai là các cái bệnh lý về tim mạch, rồi xem có bệnh cấp tính gì không. Đấy thì cũng đã được các bác sĩ ở sàng lọc để đánh giá rất là kỹ. Sau đó thì công tác tiêm chủng cũng được thì tổ chức rất là nghiêm ngặt và chặt chẽ. Và sau khi mà các cháu đã được tiến hành tiêm thì chúng tôi có tổ chức những cái khu để tiếp tục theo dõi. Thứ nhất là đủ thời gian và sẵn sàng các công tác cấp cứu, có các bác sĩ hồi sức và các bác sĩ cấp cứu, các bác sĩ tim mạch thì sẵn sàng là gì, có thể xử trí trong những cái trường hợp mà gì có thể có những cái tác dụng không mong muốn, đặc biệt là những trường hợp mà có phản vệ đối với các cháu. Và sau khi có những xử lý ban đầu thì luôn luôn có cái hệ thống xe cấp cứu sẵn sàng của bệnh viện để có thể để đưa các cháu tới các cái chuyên khoa để được điều trị nâng cao hơn. Theo Bộ Y tế, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng, trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trước bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong lứa tuổi này góp phần tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng. Chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh. Tôi là phụ huynh học sinh của trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, thì hôm nay tôi cũng thấy rất là vui mừng khi mà trường cũng như là thành phố đã có chủ trương tiêm chủng cho các học sinh vô cùng là kịp thời trong giai đoạn mà dịch bệnh đang vô cùng là cấp bách như hiện nay. Lớp của con tôi thì cũng được các phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo ở trong trường Trung học cơ sở Hồng Bàng đã động viên và đã tạo một cái tâm lý ổn và vững cho các con. Để hôm nay là các con cũng rất là mừng là các con đã hoàn thành được cái việc tiêm chủng hoàn toàn là thành công. Trước cái tình hình dịch bệnh căng thẳng như bây giờ thì tôi thấy cái việc tiêm chủng cho tất cả công dân nói chung và cho học sinh nói riêng là rất là cần thiết. Đây là một cái mình bảo vệ sức khỏe cho cá nhân cũng như là cho cộng đồng. Tất nhiên là trong mọi cái tiêm cho tất cả mọi đối tượng thì đều có thể có những cái xác suất xảy ra, nhưng mà đấy là những xác suất rất là nhỏ. Còn đâu là để mà phục vụ cho sức khỏe của mình cũng như là cho cộng đồng thì mình vì cái chung, và cái tiêm này tôi nghĩ là rất là cần thiết.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trước tiêm, các em học sinh của nhà trường đều hiểu và ý thức được ý nghĩa của việc tiêm chủng đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 và yên tâm hơn khi đi tiêm. Sau khi tiêm thì cháu cảm thấy cũng không đau lắm, với cả bây giờ nó cũng hơi tê tay thôi ạ. Với cả tiêm thì ban đầu cháu cũng lo lắng lắm, nhưng mà sau khi tiêm xong thì cũng cảm thấy đỡ hơn rồi, cũng không lo lắng như trước nữa. Dịch COVID-19 hiện vẫn đang lây lan mạnh ở nhiều quốc gia, trong khi đối tượng trẻ em thuộc lứa tuổi đi học chưa được tiêm chủng nhiều. Đây cũng chính là mối lo của cả thế giới, do đó việc tiêm chủng cho trẻ em là cần thiết. Mặc dù khi nhiễm COVID-19, các triệu chứng ở trẻ đa phần là nhẹ, nhưng cũng có những trường hợp phải nhập viện kéo dài, để lại nhiều di chứng. Hơn nữa, nếu trẻ không may bị nhiễm bệnh, sẽ rất dễ lây lan trong môi trường lớp học. Do vậy, việc tiêm phòng cho trẻ em là rất cần thiết để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm nguy cơ trở nặng nếu nhiễm và giảm khả năng lây bệnh cho người khác. Tính đến đầu tháng 12, Hải Phòng có khoảng 200 ca bệnh F0 là trẻ em dưới 18 tuổi. Như vậy, chỉ trong hơn một tháng qua, số trẻ em mắc COVID-19 tại Hải Phòng đã tăng với tỷ lệ khá cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế đã huy động tối đa lực lượng, tăng tốc độ phủ mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi nhằm khống chế dịch bệnh và bảo vệ trẻ em trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bản thân phụ huynh phải nhận thức rõ là cái việc tiêm chủng là mang lại cái lợi ích cho con của mình. Thì từ đó thì mình có thể sẵn sàng giải đáp những cái câu hỏi của các cháu, băn khoăn của các cháu. Và thứ hai nữa là gì? Trước cái buổi tiêm chủng thì mình cũng cho con không nên thức khuya, rồi là cũng không nên xem tivi, rồi không nên chơi điện tử nhiều, nó gây ra căng thẳng, rồi hôm sau có thể là nhiều khi là nó có thể lo lắng cái tăng lên. Rồi buổi sáng khi mà trước khi đi tiêm chủng thì nên chuẩn bị cho các con ăn sáng đầy đủ. Còn đối với sau tiêm thì đối với các cháu thì thực tế thì vẫn tuân theo cái quy trình theo dõi sau tiêm chủng của hướng dẫn chung của Bộ Y tế thôi. Thì đặc biệt là chúng ta sẽ chú ý tới những cái điểm gì. Thứ nhất là gì? Thông thường thì có những biểu hiện là có thể người ta có sốt sau tiêm, rồi là người ta có thể sưng đau nhẹ các cái vùng mà gì thì mà tiêm chủng. Thế thì còn lại những cái dấu hiệu đặc biệt nặng, ví dụ như là bây giờ tức ngực, khó thở, đau đầu nhiều, đúng không? Hoặc là những trường hợp mà mẩn ngứa, đặc biệt là phát ban toàn thân. Thì những trường hợp như thế thì các cháu cần phải được đưa tới bệnh viện ngay để có những biện pháp xử lý kịp thời. Thành phố yêu cầu các quy trình trong tiêm chủng phải được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo phương châm vaccine về đến đâu phải tiêm ngay đến đó. Bảo đảm an toàn tiêm chủng cho các đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được bao phủ mũi 1 trong thời gian sớm nhất.